Xin chào mọi người. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một con máy Kangen Level Up SD501. Con máy này em order từ Nhật về. Nó mới trên 95%. Lỗi lọc thay mới luôn. Bây giờ em sẽ test nó cho mọi người xem. Nhưng mà mình mở nước mà nước lấy được thì ở đây màn hình nó sẽ có hiện cái mũi tên nó đi qua. Đây. Chỗ em nước nó hơi yếu. Trước tiên là em lấy cái nước trung tính trước. Sẽ lấy nước trung tính trước. Rồi, bây giờ là mức 8.0. Mức này dùng để uống hàng ngày, pha trà. Không. Đây có cái đèn, khi mà cái đèn này hết chớp thì mình làm lấy được. Cái máy này điện không nhanh lắm, nó tới 7-8 điện cực. Đây là mức 9.0. Đây là mức 9.5. Ê. Rồi, mình sẽ lấy mức 9.5. Rồi, bây giờ là cái mức axit nhẹ dùng để rửa mặt 5.5. Đây là cái đèn nó chết, ngoài sáng mà khó thấy lắm. Đây là cái mức 5.5 dùng để rửa mặt và đẹp da. Cái máy này là khi mà mình, nó có cái chức năng 2.5. Khi mà mình bấm cái chức năng 2.5 nó sẽ khác với những chức năng đây. Khi mà bấm chức năng 2.5 á, thì cái vòi trên của nó sẽ là 11.0 và vòi xả sẽ là 2.5. Để đảm bảo là mình không có uống cái nước axit 2.5, cho nên là họ đổi ngược lại. Khi mà mình uống cái nước 11.0 á, thì nó đỡ hơn là mình uống nước 2.5. Khi mà mình bấm vô đây thì cái chức năng này á, là nó cần cái muối hỗ trợ để kích điện cực, thì cái muối mình sẽ bỏ trong cái hộc này. Cái muối là cái muối ở cái bình này, cái bình muối cho con Level Up đây. Rồi giờ mình sẽ lấy cái nước 11.5 nè, 11.0 đây là nước 11.0, còn mà mình muốn lấy nước 2.5 á, thì là vòi sau vòi dưới. Để mình lấy cái vòi sau cho mọi người. Rồi, lấy cái nước ở vòi sau đây. Đây là cái nước 2.5. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hydro để test cho mọi người xem. 2.5 nè. Mình test pH nè. pH 2.5. Đây là pH 5.5. Rồi. Đây là 7.0. 8.0. 9.0. Là 9.5. Và mức cuối cùng là cái mức mà nãy mình nói là 11.5. Bây giờ mình sẽ lấy cái pH còn cái hydro cho mọi người xem. Và mình sẽ test cái chỉ số ORB là chỉ số chống oxy hóa cho mọi người xem. Đây xem, đây mình đang ở ngoài sáng cho nên là cái chỉ số cái hydro trước mắt mình nó hơi
khó thấy với lại nhìn nó hơi ít. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ test cái chỉ số chống oxy hóa. Đây là cây bút để dùng để test cái chỉ số chống oxy hóa. ORP này. Mình khởi động nó lên. Mình cho vô cái nước mình mới lấy. Đây. Bắt đầu nó lên. Âm 768, âm 780, âm 781, 83. Chỉ có cái con Levelet nó mới cho cái chỉ số chống oxy hóa tốt đến như vậy thôi. Levelet dòng 78 điện cực này. Những con VIP á mới cho chỉ số chống oxy hóa tốt. Đây, nó giảm lại nè, mình để vô lại. Đây, 700 mấy. 784. Rồi. Còn đây là cái mức pH mà lúc nãy mình test cho máy nè. 2.5 nè, 5.5 nè, 7.0 nè, 8.0, 9.0, 9.5 và đây cuối cùng là 11 chấm. Rồi, mình sẽ có cái hình chi tiết. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.